Chào mọi người. Cuối tuần này chị sẽ thông báo trưởng phòng chính thức của chúng ta là ai nhé. Hiện dự án lần này của em chị xem qua rồi. Em làm tốt lắm, cố gắng phát huy nhé. Dạ, nhỏ mà chị. Còn em là nhân viên mới vào được 2 tháng phải không? Cố gắng học hỏi nhé. Thôi, mọi người làm việc đi nhé. Chị về phòng đây. Đây, sao mày không bình tĩnh? Dự án là của mày nè. Yêu mùa quái hả mày? Thôi, không sao đâu. Từ hôm nay em không phải làm việc ở chỗ này nữa. Nốt hôm nay em dọn dẹp đi. Em làm sai gì hả chị? Nếu em có sai thì chị nói để em sửa được không? Đúng, em sai. Em sai vì em đã bán rẻ chất xám của mình cho người khác. Cái dự án này nè, em làm giùm anh nha. Nó rất là quan trọng với anh. Anh chỉ cần được lên chức á, anh có tiền, sau này anh lo cho cuộc sống của hai đứa mình. Em nói gì vậy? Nè, bộ em không thích anh hả? Vậy mà đó giờ á, anh tưởng em thích anh lắm chứ. Để em làm cho. Đây, dự án của em. Các em nghĩ có thể qua mặt được chị sao? Không tự nhiên mà chị ngồi ở vị trí này và điều hành công ty phát triển bao nhiêu năm qua như vậy. Chị hy vọng là em hiểu những gì hôm nay chị nói và buông bỏ những người không xứng đáng. Chị ơi, có chuyện rồi. Cái lô hàng hồi tháng trước mình nhập về giờ bị mất 3 kiện hàng lớn rồi chị. Cái gì cơ? Cô cậu làm quản kho cái kiểu gì vậy? Bây giờ dám để hàng mất nè. Chuẩn bị mà đền bù thiệt hại đi. Sao rồi chị? Camera bị phá hỏng, khóa cửa sau cũng bị phá. Chắc chắn là có kẻ gian đột nhập lấy cắp. Lấy cắp? Ngoài hai người này ra còn ai vô đây nữa? Chị nói chuyện cho đàng hoàng nha. Ăn bậy gì nó bậy á. Cái gì nữa? Chị nè, thất nghiệp cả năm trời rồi, nhờ quen biết mày được vô trong này. Còn anh nữa, có tiền án tiền sự, nhờ chị Mai giúp đỡ mày được vô trong đây làm. Chứ như là tôi, ai dám thuê anh? Kìa Linh, em chưa biết rõ đầu đuôi, em đừng nói bừa. Trời ơi chị, bây giờ mất hàng rồi, lấy đâu mà gửi cho khách hàng đây? Rồi uy tín nữa, tiền bạc của mình nữa chị. Bây giờ bộ phận an ninh đang kiểm tra các camera khác. Em và Ngọc cứ vào làm việc trước đi. Còn Thạnh, em đi theo chị vào phòng nhé. Dạ. Thằng Thạnh chứ mày hết á. Toàn. Thì ra là anh lấy cắp hàng của công ty. Chưa anh cắp gì, đừng có vu khống nha. Sao anh tới trễ quá vậy, làm em sốt ruột muốn chết. Trời ơi em, mấy thùng hàng này giống đâu có dễ đâu. Anh mới lo vòng ngoài xong, bây giờ chờ tới giờ đây. Alo, cho xe tải vô đi. À, mà thôi, để tôi ra dẫn mọi người vô. Hả? Tới nước này mà tôi còn sợ ở tù gì nữa. Yên tâm đi, xong vụ này em với anh sẽ bỏ trốn qua Cam về tháng. À mà anh em... À, alo. Cái gì trời, tự nhiên tắt máy vậy? Thank you.
Rất tiếc, thôi nhận, không nhận được cuộc gọi này. Đúng là cô rồi, lượng hàng lớn như vậy làm sao mà qua mặt được bảo vệ. Vậy nên là chỉ có thể phải vòng vòng quanh công ty thôi. Nè khoan đã, không phải chị nói với em á là chị nghe Thạnh sao? Chị ơi, coi chừng Thạnh với Linh gài bẫy em đó. Em không biết gì hết trơn á. Chị, coi chừng chị nhìn nhầm người đó. Tôi là tôi ghi âm quay phim hết rồi nhé. Mắt nhìn người của chị không có vấn đề đâu em. Nhưng chị chắc chắn người có vấn đề là em. Thôi, chị cũng không muốn nói nhiều nữa. Hay em đưa bạn ra công an phường giúp chị.